Từ ngày 16 đến 19 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khu vực sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2023 về đổi mới quốc tế hóa trong giáo dục đại học do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Tại chương trình, 75 nhà lãnh đạo trẻ đến từ 10 quốc gia ASEAN và Timor-Leste sẽ tập trung vào nhiều chủ đề, bao gồm chia sẻ tài nguyên và mô hình các phương pháp hay nhất trong thiết kế chương trình và bằng cấp học tập trải nghiệm và giáo dục hòa nhập. Theo ban tổ chức, 75 nhà lãnh đạo trẻ trong số hơn 900 ứng viên nộp hồ sơ đến từ 10 quốc gia ASEAN và Timor-Leste được lựa chọn tham gia hội thảo là các giảng viên, nhà quản lý, nhà hoạch định và vận động chính sách, cố vấn và các chuyên gia trẻ, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục đại học. Trong cái buổi hôm nay thì Việt Nam mà đại diện là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng có mong muốn chia sẻ một vài cái hoạt động, một vài cái đổi mới mà Trường Kinh tế Quốc dân đã áp dụng. Và hy vọng là bài học tốt cho các bạn trẻ từ các nước đến. Trường Kinh tế Quốc dân những năm gần đây rất là chú trọng việc gửi giảng viên đi học tập các mô hình từ các trường tiên tiến trên thế giới. Chúng tôi mong muốn khuyến khích các sinh viên quốc tế để ngày càng học ở Việt Nam càng ngày càng tốt, để Việt Nam ngày càng, để cái mô hình Kinh tế Quốc dân ngày càng được quốc tế hóa. Ngoài các cái hoạt động về chia sẻ tri thức bằng các cái hội thảo với các diễn giả đến từ Hoa Kỳ và ASEAN, thì bọn mình còn có hoạt động đào tạo về kỹ năng liên quan đến xây dựng các cái dự án hợp tác quốc tế, có hoạt động về trao đổi văn hóa, có các cái trình diễn về các cái dự án hợp tác quốc tế của các cái trường của các quốc gia. Trong suốt chương trình kéo dài 4 ngày, người tham gia sẽ có cơ hội để kết nối và được truyền cảm hứng bởi các diễn giả khách mời, người hướng dẫn, cố vấn và những người tham gia thông qua nhiều hoạt động khác nhau như các phiên thảo luận toàn thể, thảo luận nhóm nhỏ, làm việc nhóm tương tác, tập huấn tư duy thiết kế, sự kiện mở rộng kết nối, các chuyến đi thực tế và cuộc thi tài trợ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Knepper nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Timor-Leste thúc đẩy các sáng kiến giáo dục trong khu vực. Giáo dục là một ưu tiên quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực, vì đây là lĩnh vực đào tạo và trang bị kiến thức cho những nhà lãnh đạo trẻ tương lai.